Chào các bạn đã đến với kênh Cô Lươn, hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ video. Xin chào các bạn đã đến với kênh Cô Lươn của mình nhé. Thì trong cái thời gian gần đây thì mình cũng nhận được khá là nhiều câu hỏi của nhiều bạn rất là thích cái thú câu lươn. Câu hỏi là câu lươn thì câu bằng mồi gì? Thì trong video này thì mình cũng chia sẻ với các bạn. Thực ra là lươn thì nó ăn các cái động vật, các cái con vật chết, có thể là giun, ốc, cá, ví dụ như châu chấu, cào cào. Nhưng mà để câu câu lươn ấy, thì các bạn nên sử dụng mồi là mồi giun, một số nơi thì gọi là chùn. Thì các bạn cái mồi giun này, mồi chùn này thì rất là dễ kiếm. Đấy, và cái thứ hai là cái giun này thì các bạn nên chọn cái con giun là giun hổ. Thì một là cái giun này thân nó rất là cứng, không phải là thân mà cái thịt của nó rất là cứng, thì khi mà các bạn câu thì nó đỡ bị nát. Cái thứ hai là cái màu của cái giun hổ này nó óng ánh, cho nên là khi mà xuống nước thì con lươn nó sẽ nhìn thấy và nó lên nó ăn. Thứ ba là dù con giun hổ này có cái mùi rất là tanh, cho nên là nó sẽ gây cuốn hút được con lươn lên ăn. Chỉ ba cái lý do này thôi thì cũng đã đủ để các bạn hiểu được là dùng cái mồi như thế nào để mà để câu lươn. Nếu mà các bạn nào mà có cái kinh nghiệm về đặt ống, có nghĩa là không phải đi câu mà đặt ống ấy, thì các bạn dùng mồi gì cũng được. Chỉ lưu ý là các bạn muốn bắt được nhiều ấy, thì các bạn có thể là băm cái thịt nó ra, xong rồi để cho nó khoảng tầm hôi thì chắc là phải tầm một ngày. Băm thì các bạn trộn với đất, xong rồi ủ, xong rồi khi mà đặt ống thì các bạn cho cái mồi đó vào cái ống, xong rồi nhét cái ton vào. Đấy, xong bắt đầu đặt ở các cái vùng nước. Ở đây thì mình không có cái ống lươn để giới thiệu cho các bạn. Mình chỉ có giới thiệu qua về cái mồi thôi. Thì trong cái khu vườn nhà mình ở đây thì mình cũng dành một ít vườn để mà chủ yếu là trồng cây, nhưng mà mục đích thứ hai là mình nuôi giun để phục vụ những cái lần đi câu. Tại vì các bạn đã biết là Hà Nội thì rất là khó mà có thể là kiếm được mồi giun. Mình có mấy cái chậu hoa đây, mình ở dưới cái chậu hoa này thì đấy. Dưới chậu hoa này mình có nuôi ít giun. Giun thì mình thường cứ hay bắt ở cánh đồng, xong mình về đây mình bỏ. Đây có một con này. Đây là cái ấy để mình đào giun. Đây là một con giun hổ. Đấy. Mình sẽ đây là một con giun hổ các bạn nhé. Bạn nào mà làm nghề nông, đấy, con nhà nông dân thì chắc là con này rất là dễ nhận biết. Còn bạn nào mà mới lần đầu mà đi câu thì chắc là cũng mới biết thôi. Đây thì mình chủ yếu mình trồng cây, nhưng mà mình nuôi giun. Đây thì các cái như là than mùn thì mình hay vứt ra đây, vỏ lạc. Đấy. Thì trong video này thì mình cũng chia sẻ
cái câu hỏi, giải đáp cái câu hỏi mà các bạn gửi đến cho kênh Câu Lươn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ video để theo dõi các cái video mà mình nói về cái thú vui câu lươn. Xin chào và hẹn gặp lại.